Chị Loan đẹp quá ta. Rồi, rồi cái gì Loan? Trời ơi, cầm tay vào tôi chân. Lâu quá trời không gặp được em. Anh gặp em anh luôn. Thật chị em Loan đi trước nha mọi người. Đấy, chị em. Chị em Loan đi trước ở nhà bùm bùm rồi với bé Na rồi đi sau luôn cô chú anh chị. Chị Loan đi trước để sắp xếp công việc cô chú anh chị. À, phía trong mình có ấy nè. Đẹp nè, chị Loan đẹp quá trời luôn mọi người. Gì vậy? Ủa Thảo trả tiền cho anh hả? Hiện tại thì nói này coi. Chú Hồng Loan đi trong shop thấy có người đẹp chị Thảo. Chị Thảo nói là rất là ngon cái nhà. Chú. Bấm đi không Bấm? Đi không? Đi thôi. Ở nhà hả? Trời ơi. Không đi. Sáu giờ bán để cho khách đang ăn sáng thì đi làm đúng không? Đúng rồi, quen rồi ở dưới cậu em cũng bán gì đó, 6 giờ là bán cho tại vì không có phạm là phải về sớm, làm ở chỗ là về sớm. Ủa sao nào mà bấm đi live của chúng tôi vậy? Không có đi mà, ủa chị live rồi. Đi rồi. Đi rồi, mới rồi đi. Đi sao? Đi với Mina. Thế không biết thì bấm xíu vậy. Cái này chị xuống nè. Cái này đây. Hôm nay có chị Hồng Lan, có ông Vi Sang nữa. Mà chị Ni, có chị Ni rất là vui ha. Dạ, chị Hồng Loan cũng vừa đi ra ngoài, đi tới công ty rồi cũng như là tiếp tục những livestream cho buổi tối trưa ngày hôm nay đó nha. Lên tới 12 giờ đêm tối không chú chị. Chị Kiệm Loan cũng di chuyển rồi à, còn bầm bùm với bé Noa chuẩn bị đi nha cô chú anh chị à, đang hiện tại là đang make up chị Loan đi trước nha mọi người. Bây giờ nó tấn công rất là nhiều cô chú anh chị ơi, tấn công chị đi thấy cả hai cái Facebook luôn à, trong khi Lục Sư Ngọc cũng chả có làm gì mà công hack Facebook của Lục Sư Ngọc luôn. Chị Ni cũng có lại mở lại cái Facebook nghe cô chú anh chị có phải không đây? Đây cả nhà.
An Ni Nguyễn này của chú anh chị đây nè. Đó. Thấy bé bỗng cầm con gái của chị Ni chia sẻ cái Facebook của chị Ni. Đó của chú anh chị. Rất là ái luôn, bức xúc luôn. Để chơi cái trò chơi bẩn bựa đó của chú anh chị. Quá bẩn bựa mọi người. Giờ chắc đặt Facebook. Cắn không được cái đầu xé nổ nào mà xé banh luôn. Thấy Facebook này, thấy Facebook nổ người khác là chơi cái trò chơi bẩn bựa rất là kinh khủng các bạn này. Thật tình chứ mình cái chuyện riêng tư cá nhân của mình của chú chị nó tấn công ở đây nó hát dễ của chú chị. Trước khi mà chị Ni chị Hồng Loan đi á. Chị Hồng Loan cũng chụp hình ở trên trang của ba mình ha. Bức hình rất là đẹp luôn mọi người. Duy nhất mà chị Ni mà không có bị hack Facebook nữa là chỉ làm YouTube của chú chị. Làm YouTube thôi. Mới được. Làm như cô Nguyễn Phương Hằng á. Cô Nguyễn Hằng lên nói rất nhiều như trên cái YouTube á. Facebook thì nó hack nhiều của chú chị. Mình có dùng một cách đó của chú chị ơi. Chị Ni cũng chia sẻ là chị kiên quyết không có làm YouTube của chú chị cho nên chị Ni cũng không có làm YouTube. Trước giờ chị Ni chị Loan đi á, chị Loan chụp bức hình rất nhiều của chú anh chị đánh này, cỡ hình này mọi người thấy chưa, rất là dễ thương. Hình của chị Hồng Loan này cỡ chúc mừng này trong buổi livestream 12 tiếng ngày 31 của chú anh chị. Đó, ở nhà đấy. Đó. Ở nhà thấy có hình không? Đó, có chú chị. Rất là đẹp ha. Xíu em sẽ đến đó đi livestream cập nhật cho có tình hình buổi livestream của chị Hồng Loan 12 tiếng ở tại công ty G5G của chú chị. Đó, chỗ hôm trước chị Loan cùng livestream với cả nhà. Thì em ở đây em chờ chị Bum Bum và anh Huy sang và bé Na của chú chị.